Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba men lì bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là mẫu chân bằng đệm hàng cao cấp bên mình các bạn ạ. Đây, ghế đệm bằng da nhé, ngồi tựa rất chi là êm và thoải mái nhé. Có hai tay để cho bạn ngồi như thế này nhé. Mẫu đang ngồi là 80 cân mọi người ạ, hơi béo một chút. Thì mẫu này có thể chịu được sức nặng được tầm 200 cân nhá. Đấy, ghế thì có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 nhá. Đây, chiều cao thấp nhất của nó là 60 đây, chiều cao cao nhất của nó là 80 đây mọi người ạ. Đây có ba màu điển hình đây cho mình quay cho các bạn xem. Ngoài ra thì mình còn có ba màu nữa, tổng là 6 màu cho các bạn lựa chọn nhé. Đây, màu xám này, màu nâu này, màu đen này. Mặt của ghế này mọi người nhé, mặt của ghế thì là chất liệu bọc da này, kiểu dáng sang chảnh và đẹp nhé mọi người nhé. Độ dày dặn này, êm này, tựa lưng cũng êm nhé. Chân của nó này là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng hàng nhập khẩu nhé, rất chi là bóng và đẹp. Đấy, mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên mọi người cứ an tâm nhé mọi người nhá. Đấy, thôi mình giới thiệu vậy thôi nhá, mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.